Like và share cho mình nha. Tiếp tục hôm nay mình sẽ so sánh Vindasa mùa Ember và mùa Cap cho bạn Đức Tính nha. Khi em bỏ so sánh thì chỉ số của mày EBS là 109, mà mùa cáp thì 108. Còn các chỉ số khác thì nó bằng nhau nè. Còn về chỉ số bên dưới á, điểm nổi bật của EBS là về phát bóng thì hơn của mùa mà cáp là 4 chỉ số. Với lại là tốc độ của EBS hơn của mà mùa cáp thì là 5 chỉ số. Còn đây là chỉ số chung của hai mùa. Cái mùa mà EBS đặc biệt là nó phát bóng là hơn 4 chỉ số nè. Với cái chỉ số phản ứng là của mùa EBS là hơn 3 chỉ số nè. Còn đối với mùa cáp thì nó hơn mùa EBS là 1 cái chỉ số phản xạ thôi. Về chỉ số ẩn thì nó không có gì thay đổi, nó ngang nhau hết nha nè. Đây là cái phần anh em quan tâm nhất là về giá cả nè. Cái mùa mày EBS thì 6.830.000.000, còn mà cái mùa mà cáp thì 812.000.000 đối với thẻ 05 nha. Như vậy thì mình có thể đưa ra kết luận cho anh em á, anh em nào mà muốn sử dụng cái mùa mà EBS, điểm mạnh của mùa này là chọn vị trí nè, đổ người với lại là phát bóng là tốt. Cái đặc biệt ở đây thì lương nó bằng mùa cáp thì anh em sử dụng cái mùa này thì nó ngon hơn nhiều nha anh em. Điểm yếu của mùa EBS này chắc chắn là cái về mà giá cả thì nó hơn gấp 6 lần mà cáp nha. Còn những anh em nào mà mới chơi mà muốn sử dụng mà Vindasa mà kiểu như mà trải nghiệm á thì anh em dùng cái mùa cáp nè. Về chỉ số á, cái mùa cáp nó không bằng cái mùa EBS, nhưng mà chắc chắn cái điểm mạnh của mùa này á là cái lương với lại là cái giá cả là tiền, là anh em có thể là muốn xúc giờ nào là anh em xúc. Đó cũng là nhận định và so sánh riêng của mình, nên là anh em nào mà có đóng góp ý kiến á thì anh em cứ comment bên dưới cho mình nha. Còn mà anh em nào thấy hay á thì để lại một follow cho mình nha. Anh em nào mà muốn mình so sánh cầu thủ nào thì anh em cứ comment bên dưới cho mình nha. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết clip của mình nha.